Hello em. Chào em Cá Cảnh. À mà chết, từ ngày mà biết em đến giờ anh còn chưa biết tên em là gì ấy. Để tiện xưng hô nhỉ. Em tên là gì nhỉ? Em tên là Nguyệt. À em Nguyệt, chứ mọi lần anh toàn gọi là em Cá Cảnh thôi. Hôm nay anh có một chút việc nhờ em thế này. Em có biết là cái con ốc mà nó chuyên ăn ốc tên nó là gì không? Ốc Helena. Helena, thì bây giờ nhá, anh nhờ em xem một anh xem ở trong bể này anh có một con ốc nó rất to, em xem một anh xem có phải là ốc đấy không nhá. Anh nhấc lên xem nào. Đây em đợi anh một tí để anh lấy đây. Đâu nhỉ? Đây. Đây đây. Nó rất giống với con ốc gì nhỉ? Em đợi anh một tí. Đây nó rất giống với con ốc bươu vàng. Nhìn thấy chưa? No. Phải không? Ốc Helena nó vặn vặn, nó người nó dài dài cơ. Người nó dài dài à? Thế thì không phải à? Thế em có bán cái loại ốc đấy không? Em có, nhưng hai hôm nữa mới có hàng kia. Hai hôm nữa mới có, hôm nay không có ngay à? Hôm nay không có ngay. Ồ, thế thì em lấy cho anh lấy 3-4 con, 5-6 con đi để anh về anh thả vào cái bể cá kia cho nó ăn bớt con cá của anh. Hả? À, ăn bớt con ốc, quên mất đấy, ăn bớt con cá. Ừ, thế em nhá. Em Nguyệt, quên mất từ trước đến giờ, em quên em mà chả biết tên em là gì, cứ gọi em Cá Cảnh. Thế anh cảm ơn em nhá. Ừ ok em. Đấy các bạn ạ, mình cứ gọi em Cá Cảnh này, em Cá Cảnh, cho nên là các bạn cứ cười mình. Thì hóa ra em ấy tên là Nguyệt. Mình nhà cháu tất cả các bạn. Hôm nay thì thời tiết ở quê mình nó lại mưa gió. Cái móng của cái công trình này là mình đã xây xong rồi này. Các bác, các ông với các chú là đã xây xong cho mình cái móng rồi. Mình chỉ việc là đổ thêm đất vào đây để cho nó cao bằng phẳng lên, là sau mình chốc nữa mình lên trên phố, mình sẽ nhờ cái chú mà chuyên bán tre, chú sẽ tính toán cho mình xem là hết bao nhiêu tre rồi là kích thước như nào nhé. Tẹo lỡ mình đi luôn. Và ra ngoài này các bạn này, mình cho các bạn xem cái này. Cái ao cá của mình, cứ cái thời tiết mà nó mưa mưa như thế này này là ao cá y xì, là nước trở lên trong hơn rất nhiều. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt là cá nó lại thiếu oxy. Đó là lý do mà tại sao mình phải bơm cho nó một cái vòi nước ở kia kìa. Đấy, cái vòi nước này thì là nó tạo oxy cho cá không quá nhiều đâu, nhưng mà cũng đủ cho cái số lượng cá của mình với lại cái ao này. Đây, phải nói là hôm nay nước nhìn trong thực sự luôn. Cứ trời mưa mưa rét rét là nước tự nhiên trong hơn rất nhiều. Đây, để bây giờ mình đưa cái máy quay xuống dưới nước cho các bạn xem nước nó trong như nào nhé. Uầy, uầy, nhìn cảm giác như là mình đang nhìn thấy cái con cá ở trong một cái bể kính mà có hệ thống lọc đàng hoàng ấy các bạn. Wow, nhìn đẹp chứ. Ui, lại còn có cả những con cá mè này. Cá mè đợt trước mà mình xuống Bắc Linh mình mua vào đây để cho nó ăn cái rêu với tảo ấy, các bạn có chỉ mình ấy. Mình cứ tưởng là bị cá sộp lãn hết, nhưng mà đây vẫn còn nhiều phết này. Ở trên bờ mình không nhìn thấy đâu, bởi vì nó màu đen giống màu rêu nước nên mình không nhìn thấy. Cho mày quay xuống nước mới nhìn thấy này. Wow, ghê chở, những con cá koi này, những con cá koi đỏ, rồi là cá koi khoang đỏ trắng này, cá vàng này, cá vây bướm này. Wow, nhìn đẹp thật đấy. Nước này thì là tuyệt vời rồi đấy các bạn nhỉ. Đúng từ ngày mình cho cái bèo Lục Bình vào, nước nó mới trong được như này ấy chứ. Ngày trước là cứ chán buồn vì nước, nhưng mà bây giờ thì nước đẹp thì này, có cá sổm. Nhưng mà đấy, cá sổm thì không bao giờ nó ra đây. Ở đây quanh quanh giờ chỉ có cá ao thôi. Cái con ốc này hôm nay nó lại nổi lên cái miệng bể nhiều ông này. Wow, như hôm qua mình có bảo với các bạn ấy là cái bể này của mình nó cũng khá đẹp, nhưng mà có một cái tật lỗi là bị nhiều con ốc con này quá. Thì các bạn có chia sẻ mình là đi tìm mua cái loại ốc mà nó chuyên ăn ốc ấy, thì về mình sẽ giải quyết được cái vấn đề này. Đó là lý do mà lúc nãy mình điện cho em Cá Cảnh để em ấy đặt mua cho mình cái loại ốc mà chuyên ăn ốc này. Thì chắc hai hôm nữa ốc mới về cơ, nhưng mà bây giờ mình vẫn phải lên phố để mà mình mua tre này, với lại mình mua lấy một cái ống tre về để cho vào trong cái tổ tre kia. Mình xem có một cái cây vầu to to nào không ấy, cho vào tổ kia này, thay cả cái tổ này của mình nữa. Ở trong góc kia của mình có một cái ống tre cũng nhỏ, và khả năng mình sẽ cho thêm vào trong AV này để cho hai con chè này nó đẻ. Nhưng mà khả năng cao là nó đẻ trên cái dọ kia rồi các bạn. Nhưng cứ kệ đi, sau mình cứ cho vào đây. Nó không đẻ lứa này thì nó đẻ lứa sau. Bây giờ thì mình lên phố luôn nhé, mua ống tre rồi là đặt tre làm nhà, dành mảnh đất nữa.
Chú ơi, cô mấy chú à? À anh chào em. Cháu chào cô, xinh gái, chú đẹp trai. Mình đã lên trên phố rồi các bạn. Lúc lấy điện cho cô thì điện cho chú thì toàn thấy cô nghe máy đấy. Em ơi, hôm nay anh mang cái mẫu móng của anh lên rồi. Thì em xem hộ anh xem là nhờ chú hộ anh nữa, tính toán hộ anh. Thì đây là cái kích thước của móng này. Móng đấy. Ờ, dài 7m, rộng 3m. Rộng 3m. Nó có một gian và một 3 gian và một dĩ. 3 gian một dĩ. Ờ. Chào bé. Đây cái hình ảnh của cái móng nhà anh em này, nhìn thấy chưa? Đây này. Đấy. Rồi. Thì em nhờ bố thiết kế hộ anh xem che trúc thế nào. À, che trúc thì và chiều cao thế nào cho hợp lý. Đấy, chiều cao của cái nhà ấy. Cao của nhà. Ừ. Bố đang cơm. À ừ, cứ bảo bố ăn cơm đi. Thì xem có cái cây vầu, cây viếc nào anh mua cây về làm tổ cho chim em. Có. Cây vầu to ấy. Đây. Bé, có cây nào mà nó to như cái cây kia không? Không, to hơn không? Đang hết rồi. Thế à? Ừ. Căng nhỉ? Căng. Thế ở hàng xóm này có phải nhà mình không? Không. Hàng xóm này cũng không có nhỉ? Không có đâu. Tại vì đang mưa dân nghỉ mang vàng mai cơ. Nghỉ Tết cũng mang vàng mai. Mình vừa bàn với lại cô em đây với lại chú rồi. Chú bảo là nếu mà thế thì khả năng là chú phải xuống tận nhà để chú đo đạc cho một lần nữa. Rồi là chú khám xét công trình sau chú sẽ tính toán giá cả vật tư như nào. Thì bây giờ anh về nhá. Ừ. Anh vào ăn cơm đi. Ừ. Thì cây tre không có là mình phải đi mua chỗ khác hoặc là anh đặt được không? Được. Đặt lâu không? Đặt có một cây thì không biết được. Một cây lại ủ thế thì chết. Anh mua cái cây mà nó to bằng bọng đùi này. Đùi á? Đùi để chiều em xem. Chiều xem mà có thì điện cho anh phát nhé. Rồi. Ờ thế thôi bây giờ anh phải về đây. Cháu chào cô chú nhá. Bây giờ mình phải về các bạn. Thế là ok rồi. Lên đây đàm phán với chú rồi nhưng mà chưa mua được cái gì. To thật hay là to đùa đấy? Đâu xem nào. À ừ hợp lý. Bằng cái gì đấy hả chú? Nhưng mà nó bằng cái ống gì? Còn cây nào nữa không? Hay là đọc cái ống đấy thôi. Mình vừa ở trên phố về nhà chú Tuấn, đang ngồi với chú Tuấn một tí bảo là không tìm đâu ra một cái cây vầu. Thì chú Tuấn bảo là chú có một ống đây. À ừ kìa, chú có một ống ghép sinh sản tre đấy đúng không? À, thì cho cháu chứ. Hợp lý đấy. Cũng là ma vi để ghép chim đẻ đây nhưng mà giờ lại nuôi gà đây này. À đây là, ừ đúng rồi, đây là cái cây vầu mà mình đang cần tìm đấy các bạn này. Kiếm được cái cây như thế này mà nhiều đốt mà mình cắt ra thì ngon không? Đây. Tha hồ rộng rãi. Rồi. Mới được có một cái, vẫn còn thiếu hai cái nữa các bạn. Hình như chú Tuấn lại tìm thêm được một cái nữa. Ai sợ. Ngon. Ơi. Ngon đấy. Vừa đẹp các bạn ạ. Cái này mình đậy lắm nữa mà nó ok. Còn cái nào không chú Tuấn ơi, được một cái nữa thì đẹp. Tìm ra được cái nào không? Để tìm đến. Hợp lý đấy. Tuấn im. Hôm nay mình đi cả phố Thắng ấy, không tìm cái quán nào mà người ta bán một cái cây tre hay là cái cây vầu nó to như này. Không biết làm nào để mà kiếm được cho con chòe một cái tổ thì về nhà chú Tuấn. May quá chú ấy lại kiếm cho mình được hai cái tổ nho nhỏ như thế này. À không, phải nói là hai cái tổ to to. Thì chắc là hai cái tổ này mình sẽ để ở cái chuồng ngoài kia đi. Bởi vì cái chuồng của con chòe trong này ấy là mình thấy nó cũng đẻ khá tốt. Do là mình bắt muộn thôi. Còn nếu mà để lứa sau ấy, thì là nó lở được một hai hôm cái mình bắt luôn thì chắc là không cần gì đâu. Với lại ở trong này này. Mình cũng cho nó một cái tổ gỗ rồi chứ. Các bạn mà đóng tổ gỗ cho nó cũng được. Mình đóng cho nó ngày xưa đây. Đây cái tổ gỗ này xinh xắn lắm ấy. Nhưng mà nó chỉ làm đúng có một lần thôi. Thì sau nó bỏ. Mình cũng chẳng hiểu lý do tại sao mà nó lại thích cái cây tre này lắm. Cây tre này năm ngoái nó đẻ 3 lứa ở đây này. Năm nay thì được một lứa rồi. Đây cho các bạn xem là năm ngoái nó làm trong cái tổ này. Dấu vết nó cuốn vẫn còn đây. Đấy. Nếu làm trong tổ này thì mình thăm cũng dễ mà mình mà nó nuôi con nó cũng khỏe đúng không? Nhưng mà không sao, để cái tre này ở đây đi, sau nó đẻ nó lở thì sau mình bắt con nó nuôi sớm thì nó tốt hơn là để bố mẹ nó nuôi thì nó lại càng đẻ nhanh đúng không? Còn hai cái tổ này thì là mình sẽ mang ra cái chuồng ngoài kia.
Ui thôi chết rồi, thôi chết rồi. Mình đang buộc cái tổ chim chòe để cho chòe làm tổ thì mình thấy cái con sóc con nó kêu. Hóa ra con sóc này nó đẻ từ bao giờ này? Ôi thôi chết rồi, cái con sóc bông nó đẻ. Ngày trước các bạn biết là sóc đất của mình nó đẻ rồi, hôm nay sóc bông lại đẻ này. Ôi nó ở trong cái này nó đẻ bao giờ mà mình không biết luôn. Chết rồi, chết rồi. À đấy, ủ may quá nó không cắn con nó đâu. Nó không cắn con nó đâu. Một con sóc bông cái và một con sóc bông đực. Thì con này nó ngoan lắm. Nó có cắn mình bao giờ đâu, mình vẫn thả rông ra cho nó chơi mà. À đây, nó đẻ trong này này các bạn này. Uầy. Bố, mẹ sóc đẻ rồi mẹ. Sóc đẻ trong này này. Bây giờ thì làm nào nhỉ? Chùm cho con cái tổ này cho nó kín mà. May quá cái con mẹ này nó cũng lành. Ôi sóc đẻ các bạn ạ. Ui sóc bông nó đẻ con to lắm. Từ từ các bạn đợi một tí để xem thế nào. Bây giờ mình không nói to nữa. Lúc nãy là mình bất ngờ quá thì mình nói hơi to, bây giờ mình phải nói nhỏ đi. Uầy. Nó cảm con nó đi thôi chứ không phải là nó cắn con nó các bạn ạ. Đây ở đây ở đây. Đây đây đây. Bông im nhá. Bông im, bông im. Không ai bắt nạt con của bông đâu. Kìa 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 con kìa. Con mình nhìn thấy rồi. Chạy ra, chạy ra. Ui nó có chửa từ bao giờ mà nó đã đẻ được nhỉ? Đây các bạn này, cái con đây này. Đây đây đây. À đây cứu nó cám lên mất rồi. Chết rồi. Đừng cám con đi đâu. Ui. Chết rồi. Đừng cám con đi. Ui. Sao con nó to thế nhỉ? Chết rồi. Nó định cám con đi đâu nhỉ? Ở cái tổ này của nhà mình nhỉ? À, nó ở ngay đường đi cho nên là nó cũng hơi ồn. Giờ làm cách nào ta? Ui. Chết rồi. Giờ làm thế nào nhỉ? Che vào cũng không được mẹ. Khả năng phải khiêng nó vào trong nhà. Không được mẹ. Khả năng không được đâu. Để con khiêng nó vào trong nhà. Vâng. Che không được. Che không ổn. Đặc biệt đây là cái chỗ đi lại của nhà mình ngay đây. Không thể che được. Quyết định cho nó vào nhà. Không tránh được. Đừng cảm con đi nữa nhá, để ta cho vào trong nhà. Không phải sợ, không ai làm gì đâu. Bông ơi ra xem nào. Bông. Cái con chồng này nó đòi ra ngoài này. Con chồng này ra ngoài là mình gọi nó về hơi vất. Nhưng mà cái con bông này là ngoan lắm. Bông. Ở đấy nha bông nhá. Ở đấy bông nhá. Nó vẫn chưa hết hoảng sợ các bạn ạ. Nó vẫn đang cầm con nó ra ngoài đây này. Bây giờ là mình đã cho cái tổ nó vào trong này rồi. Lúc cho vào ấy thì là nó là một cái không gian mới. Nó rất lạ lẫm không gian mới và nó hoảng sợ nữa. Mình còn chèn thêm cho nó mấy cái miếng bìa cắt tông này này. Lúc chèn là nó hơi ồn. Đâm ra nó lại càng sợ. Nhưng mà phải làm như vậy, làm một lần để cho nó sợ một lần thôi. Rồi sau nó sẽ yên ổn. Đây, mình đậy cái này vào này. Đấy, bây giờ là chỉ cần nó cầm con vào trong tổ nó không cầm lên nữa là được. Đây, để mình xem nào. Đấy đấy, hình như là khả năng là nó đang đuổi con trống đi, nó đang đuổi con đực đi, nó không cho con đực đến gần. Thế này mình phải tách nốt cái con đực này ra nữa các bạn. Đúng không? Nếu mà cái con sóc nào mà nó không muốn con đực nuôi con. Ui đấy đấy, nó đuổi con đực đấy. Nó đuổi con đực các bạn ạ. Được rồi, mình phải bắt cái con đực này ra. Con sóc cái nó đang không muốn cho con đực đến gần. Các bạn nhìn xem nhé này, nó đuổi con đực này. Rồi bây giờ là mình ra mình lấy một cái gì bắt con đực ra cái đã. Sau đó là mình gì nhỉ? Để im ở đây cho nó không động đến nữa. Không động đến nữa để cho nó. Cho con nó bú. Đấy, nó đang đuổi con đực đấy. Mình cho con đực ra thế là nó sỏng, nó lại chạy lên nhà các bạn này. Mình không thể nào mà cho nó lên nhà được. Lên nhà nó cắn rách hết quần áo rồi rách hết cả ghế ngồi của mình nữa. Cái con đực này là mình vẫn hay thả rông ngày trước này. Thả rông sao gọi về khó lắm. Đây. Giờ làm nào nhỉ? Wow, nó phải chạy mỏi sao mình lại bắt nó vào lòng được. Toàn bộ cửa kính không chạy đâu được. con chuột to quá, con sóc mà. Cái con cái thì mình sờ thoải mái, nhưng con đực này nó ương hơn, nó không cho mình sờ. Nhưng mà thả rông thì không mất, nó chạy quanh quẩn ở sân vườn nhà mình. Chơi đỉnh nóc avi.
không. Sau một hồi đuổi thì mình cũng đã bắt được cái con sóc này rồi. Đuổi mỏi quá, nó khỏe hơn mình tưởng tượng ấy. Đuổi mãi rồi sau nó làm im một chỗ, mình mới lại túm được nó và cho nó vào trong lồng này này. Đấy, để nó ở đây. Cho gần với con vợ nó thì là nó vẫn được nhìn thấy vợ và con nó. Còn con vợ nó thì đơn giản thôi mà. Cái con này nó lành lắm, cái con cái này này. Bông. Đấy 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 đấy. Nó không thèm ra ngoài đâu, cái con cái này. Mà nó ra ngoài thì là mình gọi nó về chơi được, hoặc là mình có chơi cùng với nó được. Để bây giờ mình xem là nó được bao nhiêu con nhé. Nếu không nhầm thì được có một con thôi sao các bạn. Im bông ở đây. Bông im nhá. Mình tiện mình thêm xem con nó, xong mình đẩy cái lồng này và nó vào kịch trong cái kìa. Trông như là lấm rẻ rách ấy. Mình cho nó cái rẻ lành mà nó tự nó cắn rách hết đi chứ. Bông. Ôi. Không thấy con đâu nhỉ. Không thấy con ở đâu các bạn. Nó vứt con ở đâu ấy. Con đâu rồi Bông? Con đâu rồi? Thôi được rồi, mình không xem đi, để hôm nào mình thăm cho các bạn xem sau đi. Mình cứ để nó ở đây đi. Nó đang trèo trên đỉnh đầu mình đi này. Mọi ngày mình thả ra là nó chạy đi chơi rồi đấy. Hôm nay thả ra nó có đi đâu. Nó đang ở trên đỉnh đầu mình. Bông. Bông ơi. Đâu rồi Bông ơi? Xuống đi. Bông đâu rồi? Bông. Bông ơi. Có vào mấy con không? Đây. Vào mấy con nhé Bông nhé. Không được ra ngoài này chơi nghe chưa. Này, vỡ hết xuyến chén của ta bây giờ đây này. Vỡ hết xuyến chén bây giờ này. Này, 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 này. Vỡ hết bây giờ. Đây, Bông lên người. Lên. Lên tay. Lên. Thế, đúng rồi. Để vào chuồng nhá. Đang ở trên tay mình đây này. Đấy. Rồi, rồi, rồi. Bông từ từ. Từ từ. Nó đang ở mông mình. Bông. Ghê nó cắn. Nó cắn ghê chưa. Đừng phá, đừng phá, đừng phá, đừng phá, đừng phá. Có vào mấy con không? Thế chứ nị, giờ nó thả ra ngoài chơi, nó quên cả con nó rồi đây này. À không. Bông. Vào mấy con đi. Ui nó bỏ con nó rồi. Mình còn không dám xem nó con nó bao nhiêu con. Cả nó đi để hôm nào đi. Nó quen chỗ rồi xong mình thăm sau. Bây giờ thăm nó sợ lắm đấy. Để mình gọi con này vào nào. Bông. Rồi ôi nở Bông ơi. Đi vào chuồng nào. Đi. Đấy. Mông đít này. Đây đúng không? Vào chuồng, vào chuồng. Ôi nó vào rồi, nó vào rồi. Để mình đóng cái cửa lại. Đây. Vừa chuyển được con sóc vào trong nhà thì là mình lại tiếp tục làm đến cái tổ chòe này. Cái tổ chòe này là mình làm ở trong cái AV này cho cái con chòe mà hôm mình bắt được của bác Long ấy, con chòe mái ấy. Nói bắt được thì cũng đúng, mà mình nói là xin được thì cũng không sai. Bởi vì có một chú ở trên Trung Hưng, chú ấy bắt được cái con chòe mái của anh Long rồi sau chú ấy cho mình. Thì anh Long không đấy, hình như nó đang ở trong tổ ấy kìa. Bên ngoài này giờ mình thấy có mỗi con trống ở góc kia thôi. Còn không thấy con chòe mái đâu. Thì chắc nó ở trong cái tổ này này, nó cảm giác vào trong cái tổ kia. Vớ vẩn đẻ thật rồi đấy. Nếu mà đẻ thì cứ để nó ở đấy đi. Còn cái tổ này mình làm đây thì sang năm nó có thể đẻ ở trong tổ lạnh được. Hoặc là lúc nào nó thích thì nó đẻ. Ui, trèo lên hơi khó. Kệ nó đi. Mình sẽ treo cao lên ở trên này. Đấy. Hợp lý không? Ây quá hợp lý luôn. Mình thiết kế cho nó hai cái móc. Đấy đúng không? Này mình thăm nó vẫn dễ mà này. Cứ thích thăm thì thăm như này. Nó vẫn có thể nhìn được. Kìa cái tổ kia kìa dọn này. Thôi kệ nó đi, mình không xem đi. Lúc nào mà thấy nó ấp lâu không ra thì mình xem sau. Lúc bây giờ thì khả năng cao nó lở rồi. Uầy. Thích nhè. Nó thấy mình ra nó xè cái lưng xuống này. Tắm đi. Chim người, chim nhìn thấy người không sợ. Người mà phải sợ chim cơ. Chứ chim nhà mình nó lại không sợ người. Điển hình như là mình đang sợ con cuốc kìa. Trước khi vào đây là mình đã phải rốt nó lại trong đấy. Không nó cắn đau lắm. Ấy, nó bằng cái con cua mà nó bắt nạt mình to bằng con trâu này. Ở đây nhé. Bây giờ mình ra ngoài đi.
đừng mổ nhá, để tao ra ngoài đã xong mày mổ. May quá, nó chưa ra kịp. Nó chưa ra kịp. Mày thua tao hay là tao thua mày? Thua tao. Mới vào đầu mùa sinh sản mà mình đã ghép đẻ được khối con rồi. Sóc này, chim chào mào này, rồi là chòe này. Có công thì năm nay là chưa đẻ, nhưng mà năm ngoái là cũng là một cái năm mà mình gọi là gì nhỉ, thành công rực rỡ về công. Từ hai con công mà mình đẻ ra được thành từng này công này. Đấy là mình còn tặng anh em bạn ta mào hai con rồi đấy các bạn. Đấy, nhưng mà công non này năm nay chưa đẻ được, còn công bố mẹ thì năm nay chắc là vẫn đẻ thôi. Phải vào giữa mùa cơ, giữa mùa sinh sản thì công nó mới đẻ. Còn bây giờ là đầu mùa sinh sản của chim. Còn chị đỏ bên này thì mình có ghép đẻ được từng này con này. Cũng không được nhiều lắm. Nó cũng tèo mất 1-2 con gì đấy các bạn. Tèo là do dịch bệnh. Cái đợt vừa rồi không hiểu tại sao gà mới này chị nhà mình đang khỏe tự nhiên ăn đùng ra dễ đành đạch. Mất khối gà mình chị. Nhưng mà may ở bên này có hai con chị vàng, nó đẻ được ra một con thì vẫn giữ được. Đây, còn những con công này thì chắc là năm nay chưa đẻ được đâu. Đây, cái chuồng này bẩn rồi, khả năng bây giờ mình phải quét dọn lại cái chuồng đi. Sáng mình quét một lần rồi. Bây giờ nó lại rụng lông lên, mình phải quét sạch lông lên thì nhìn chuồng nó mới sạch sẽ. Chứ không thể để lông lá như này được. Đây, ít nhất là nó phải được như cái chuồng bên này này, nó không có lông lá gì này. Đấy. Trước khi quét dọn thì khoe với các bạn cái cây đào mình ghép đợt vừa rồi. Từ một cái cây đào mà nó không có hoa, mình ghép thêm là đây một cái mắt đào của đào đỏ vào đây. Liền hết rồi đây các bạn. Đấy, ui ghép đào dễ mà. Các bạn cứ lấy một con dao thật sắc mà, lấy băng dính quấn nó chặt lại, sau lấy cái túi bóng chùm cái vết ghép này lại để cho nó khỏi bay hơi nước, rồi sau nó sống. Đấy. Bên dưới này là đào trắng này. Cũng liền hết rồi này. Đấy. Bên này cũng thế, bên này được hai mắt. Một bên là mắt đỏ này, đào bích này. Một bên là mắt trắng này. Ai xa. Tính ra mình cũng siêu vất đấy. Cái gì cũng biết làm, không giỏi thôi nhưng cái gì cũng biết làm. À thôi trời cũng đã về chiều rồi. Mình quét dọn lại cái chuồng rồi là rửa ráy chuồng trại, vệ sinh các thứ. Và lên các video gửi tới các bạn buổi tối nhé. Hẹn lại các bạn ở trong những video sau. Cảm ơn tất cả các bạn. Wow. Nước trong nhìn vẫn sướng.